mấy anh em nào mà đi rừng mà cần file của con sóc bông, sóc bông thường cái con trong màn hình anh em, đây là file gốc, file mới, file của kêu kiểu như con cái nó đi tơ, nó chịu được mùa giao phối anh em, nó nghe tiếng này nó ra rất là nhanh, con đực con cái nó nghe nó đều tới. Anh em cần thì liên hệ số điện thoại trên màn hình của Thuận để Thuận tư vấn cho anh em. Thuận cảm ơn anh em rất là nhiều. 0708252799 đi gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, chồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký kênh Săn Bẫy của em, để lại bình luận bên dưới và thêm ý kiến cho em để bên em phát huy nhiều hơn. Anh em cần bản gốc đầy đủ hơn và không bị chèn nhạc vào, hãy liên hệ số điện thoại 0708252799 đi gặp Thuận để được tư vấn thêm. Anh em lưu ý những bản nhạc có tiếng chim, chồn, sóc và các loại thú rừng nhỏ vân vân đều là những bản nhạc được trải nghiệm thực tế, luôn được đổi mới để tránh việc nhờn tiếng kém hiệu quả. Hơn hẳn những tiếng âm thanh bẫy mà anh em tải trên mạng về. Nếu anh em thấy hay thì hãy like và subscribe đăng ký.